kiếm hoặc là đá. Sword of Justice. Hi, all my friend. Welcome to Unbox and Review the Transformers show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformers của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay mình sẽ Unbox Review một siêu phẩm mà khi nó xuất hiện đã làm siêu lòng rất là nhiều anh em luôn. Nhưng hiện tại, tuy nó khá cũ nhưng mình nghĩ nó vẫn được lòng rất rất là nhiều anh em. Xin giới thiệu với các bạn Ultimate Pride The Last Night đến từ 3A. Và để cho Rio hấp dẫn hơn, mình có một cái hộp rất là dài ở đây. Đây là một cái thanh kiếm đến từ hãng AAT Sword of Justice. Đây là cái kiếm của Optimus Prime với cái tỷ lệ 1/4 rất là đã luôn. Trước khi review thì mình cũng đánh giá sơ một chút xíu về cái hộp. Đầu tiên là cái hộp lớn đây. Cái này thì chỉ là cái giấy nhám bình thường thôi. Và nó dài ha, tầm khoảng 1m2, 1m3 gì đó. Cái này nó đen thui thù lùi từ trước tới sau luôn các bạn. Và nó chỉ nhấn một cái chữ AAT ở đây. Và nó có được làm cái mặt phản quang nè, nó ánh trên ánh sáng này ha. Cơ bản là như vậy. Bây giờ mình sẽ đánh giá tiếp cái hộp của Optimus nha. Cái phần này là một cái phần tấm nhựa các bạn. Cái này nhựa không phải giấy nha, nó rất là chắc chắn và đẹp luôn. Nó rất là bóng và in hình em Optimus trên này nè ha. Nó có những cái chữ như thế này, rất là sắc nét. Bên này cũng có logo Autobot nè. Phía sau đặc biệt có một cái hình đồ họa, nó in cái hình màu trắng nè. Nó nổi bật trên cái nền màu đen. Phía dưới này có những thông tin của hãng. Nó làm cho mình nhớ đến cái hộp của em Megatron Premium đến từ 3Zero đó các bạn. Y chang vậy luôn, phía trong này là shop nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ unbox nha. Cái này thì mình đã sở hữu từ tháng 10 năm 2020 rồi các bạn. Và đến bây giờ mình mới unbox ra tầm khoảng 8 tháng rồi. Chờ đợi rất là lâu rồi. Yes. Rồi, lớp đầu tiên nha. Wow, nó cho mình một cái cuốn sách này các bạn. Có tất cả các cái bước hướng dẫn để mình chơi ha. In rất là sắc nét, cái tờ giấy nhám rất là đẹp luôn. Nó cho mình một cái phần súng nè. Một cái box súng nữa nè các bạn. Thêm một cái box súng nhỏ nè. Rồi, cái đây là cái một cái chi tiết. Cái này hình như cái chi tiết trên cái đầu khiên nè. Wow, cái khiên rất là lớn nha. Wow, các bạn xem nè. Lớn nhưng mà mình thấy nó khá là nhẹ ha. Thanh gươm công lý đây. Wow, khá là lớn ha và cực kỳ chi tiết, rất là đẹp luôn. Đây là cái phần tay dao nè các bạn. Xem, cái này hình như là cái này giống một cái phát vai thay thế hay là gì đây. Sơn rất là đẹp luôn. Cái này có vẻ là một số cái chi tiết mà phụ kiện đó các bạn. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, ta ta. Wow, yes sir. Đây, đây là cái phần giáp váy. Nó có cái khớp luôn, cầm cảm giác nó hơi mỏng manh nha các bạn. Hơi sợ sợ đó. Cái part thứ hai nè. Và cuối cùng là nhân vật chính, ông thần của chúng ta ngày hôm nay. Mình sẽ gỡ ra từ từ cho các bạn xem. Rất là to và đẹp luôn các bạn ơi. Cầm cũng tương đối ha, nhưng mà nếu mà so với cái hình dáng này thì nó có vẻ hơi nhẹ một chút xíu. Nhưng mà mình cầm thì mình thấy nó cũng khá là đầm tay đó. Đây các bạn xem chi tiết nè. Wow, tuyệt vời. Và trong này mình xem còn cái gì đây. Cái này là bản exclusive nên nó cho mình thêm một cái đầu. Cái đây là cái đầu bình thường nè. Cái đây là một cái phần mặt nạ nè. Và cái đầu này là cái đầu Nemesis nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục unbox cái hộp AAT Sword of Justice nha các bạn. Wow, cái hộp này rất là dài luôn. Wow, mình sẽ kéo ra từ từ nè. Wow. Nó cho mình một cái tờ giấy hướng dẫn đây. Cơ bản là các cái hướng dẫn để mình chơi thôi các bạn. Rồi, nó cho mình một cái part gì đây. Cái này có vẻ là để cho mình treo lên tường đó các bạn. Đây là cái đầu mũi kiếm. Cái này thì mình nghĩ nó dài quá nên họ phải làm cái này để gắn vào sau chứ gắn trước sợ nó gãy đó các bạn. Tiếp tục mình xem cái này nha. Wow,
cái này là cái chui kiếm nè. Và cuối cùng nhân vật chính của chúng ta, đây, thanh gươm công lý. Cầm cũng khá là đầm tay ha. Và cái này mình nghĩ nó đa số là nhựa trong này thôi, chứ không có kim loại mấy. Nó chỉ có cái phần kim loại chỗ này thôi. Rồi, cơ bản là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nha. Let's go. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em Optimus Prime The Last Knight đến từ 3A và thanh kiếm đến từ AAT. Tất cả những cái part mình có mình đã để trên bàn rồi nha các bạn. Đây là em Optimus nè. Nó cho mình hai cái giáp váy nè, một cái phần đầu bình thường và một cái phần thay thế cái mặt nè các bạn. Rồi, đây là cái khiên ha, rất là lớn luôn. Và một số cái part của súng nè. Đó, rồi đây là hai cái phần giáp tay để mình có thể gắn cái phụ kiện trên tay nè. Và đây là cái phần tay dao, một số cái part nhỏ để gắn phụ kiện rồi. Và một số cái part đây để gắn lên trên cái đầu này nè. Cái này rất là nhỏ, dễ gãy nên họ cho thêm mình hai bộ nha. Và đây là cái kiếm, haha. Cái kiếm này đây, các bạn xem nè, mình cầm cũng khá là lớn ha. Tuy nhiên cũng chưa có to bằng cái kiếm AAT đây, các bạn xem nè. Wow, đây là cái kiếm khổng lồ luôn các bạn ơi. Tuy nhiên cái này chỉ là tỷ lệ 1/4 thôi nha. Cái này là nó phù hợp với cái con người bình thường mình nè, chứ không phải là theo cái tỷ lệ 1:1 đâu các bạn. Và nó cũng cho mình một số cái phụ kiện như thế này ha, để hoàn thiện cái kiếm nè. Và đây là cái phụ kiện để mình gắn lên trên tường ha. Rồi, cơ bản là như vậy. Trước khi vào review thì mình cũng muốn nói chút xíu về nhân vật Optimus Prime The Last Knight này ha. Tại sao là mình lại có một cái tạo hình hiệp sĩ như thế này? Theo như mạch truyện của vũ trụ điện ảnh Transformer được kể trong những phần trước thì trái đất có một cái mối quan hệ mật thiết từ rất là lâu đời với những Transformer như thế này. Và có một cái điều là từ rất rất là lâu rồi, có một cái cỗ máy được gọi là kẻ thu hoạch mặt trời được những Prime đầu tiên của Transformer cất giấu ở hành tinh chúng ta từ 17.000 năm trước công nguyên. Và trong cái phần 4 các bạn còn có nhớ không? Cái cảnh những con khủng long bị tiêu diệt và nó xuất hiện những khoáng chất tên là Transformium từ hàng triệu triệu năm về trước. Và mình có thể thấy rằng cái sự liên hệ của Transformer và trái đất nó rất là dài, nó có tuổi đời rất là lâu rồi. Thì cái này đó là cái mạch truyện trong phim. Và từ đó thì mình mới thấy cái sự xuất hiện của Transformer ở cái thời đại của vua King Arthur nha các bạn. Và đây là cái tạo hình em Optimus Prime được lấy theo cảm hứng hiệp sĩ. Đây như một cái con người và mặc cái giáp. Và đây là một cái hóa thân hoàn toàn khác biệt tất cả những hóa thân trước đó, một cái hóa thân rất là mới. Và trong cái phần phim này thì xuất hiện biến thể của Optimus, đó là Nemesis, khi bị Winter Star là bị thôi miên và biến đổi. Tuy nhiên mình muốn nói lại một chút xíu là Nemesis trong loạt truyện được biết đến là một cái nhân vật độc lập và một cái bản sao độc ác của Optimus, chứ không phải là một cái nhân vật bị biến đổi nha. Và bây giờ không mất thời gian nữa, mình sẽ đi ngay vào phần review. Tổng thể nó bám sát phim rất là tốt, chi tiết tốt, tỷ lệ rất là tốt, các bạn có thể xem một vòng nha. Y chang như từ trong phim bước ra luôn các bạn ơi. Đó, cái phần sau nè, tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào chi tiết cái phần đầu. Về cái phần đầu này thì mình thấy rất là bám sát phim luôn. Và phần đầu gắn sẵn này là phần đầu Nemesis nha các bạn. Đó, nó có cái phần màu xanh và cái màu đỏ khi bị thôi miên ha. Và trên đây chi tiết nó rất là nhỏ, những cái detail này nó đi theo, nó bám cực kỳ sát phim. Và các bạn xem nè, ở đây trên cái phần mí mắt nè, các bạn để ý chút xíu nha. Cái mí mắt này là một cái miếng nhựa rất là mảnh và nhỏ, và nó rất là dễ gãy. Các bạn phải cẩn thận khi thay cái mặt nạ, đừng có chạm vào cái này quá nhiều nha. Và ở phía sau này cũng có hai cái anten nè, hai cái anten này cũng rất là mảnh. Lúc đầu mình cảm giác nó là nhựa dẻo nhưng mà không phải, cái này là nhựa nhưng mà nó mảnh, nếu mà đụng quá mạnh là nó sẽ gãy luôn các bạn. Đó, và cái phần đầu này mình có thể thay được cái phần pin đây, rất là đơn giản. Mình kéo cái này ra ha. Đó, và mình thay hai cái pin AG13 vào đây, rồi đóng lại rất là bình thường. Ở phía sau nó có một cái công tắc, mình bật lên nó có hai cái chế độ là mắt xanh, và bật một lần nữa thì là mắt tím, là mắt Nemesis. Và cái thiết kế mắt nó rất là hay ha, các bạn nhìn hai cái đốm mắt nè, đó nó có chút xíu à, nó không có lóe lên quá nhiều và nó ẩn sâu bên trong, thành thử mình thấy cái đèn nó làm rất là tốt luôn. Tiếp theo ở phần mặt đây, nó cũng cho mình một cái chi tiết thay thế, các bạn gỡ ra rất là đơn giản và thay cái này vào ha. Đó là xong, cái phần mặt này là phần mặt nói chuyện nha. Rồi, hãng cũng cho mình thêm một cái đầu ha. Đây là cái đầu bình thường, cái đầu màu xanh ở chế độ bình thường. Và cái phần mặt thì mình cũng có thể thay được cái mặt này trên này luôn. Mình thay được cái mặt nói chuyện và cái mặt chiến đấu nha. Và mình cũng có thể thay pin được vào trong này. Tuy là cái đầu bình thường nhưng vẫn có hai cơ chế LED nha các bạn, mắt xanh và mắt tím luôn. Tiếp theo là về cái phần thân, thì phần thân này là một trong những chi tiết mà mình thích nhất, nó rất là đã luôn các bạn. Những chi tiết này nó đi với nhau từ trên xuống dưới, nó tạo thành cái hình khối đi từ trên ngực xuống cái eo, nó rất là đẹp và nhìn nó cực kỳ thu hút. Và một điều mình đáng nói là rất rất là sát phim luôn. Ở đây nó có sơn một cái màu đồng và đi với những cái màu pastel như thế này. Cái chất pastel của 3A thì
các bạn đã biết rồi, cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tốt luôn. Chỉ là nhựa thôi nhưng mà mình nhìn nó ra cái chất kim loại rất là tốt. Và ở phía dưới này là có một cái logo Autobots rất là nhỏ, sắc bén ở đây ha. Và cái chi tiết phần lưng là cái chi tiết mà mình cực kỳ mê luôn các bạn. Ở đây các bạn thấy nha, 6 cái ống khói nó đẩy qua hai bên như thế này. Và ở trên này nè các bạn xem nè, nó có những cái màu chuyển. Các bạn chơi cái mô tô phân khối lớn thì các bạn biết rồi, khi mình nạt bô hoặc là mình chơi nhiều cái ống bô đó, nó sẽ bị đổi cái màu chỗ này thành cái màu tím tím, cái màu đổi này đó. Các bạn thấy không, cái này là giống như động cơ lâu ngày nó thổi nó nóng và nó bị ra thành cái màu này. Họ làm cực kỳ tốt chỗ này. Và ở đây cái phần xương sống cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ bẻ cho các bạn xem nhé. Nó lại show cái chi tiết là như thế này. Đó, các bạn xem nè. Đẩy là như thế này thì nó giấu nha. Và kéo xuống như thế này. Đó, thì nó sẽ show cái phần lưng ra hơn. Có những cái chi tiết nó đi với nhau rất là đẹp. Ở phía sau này nè, cái phần này cũng là cái phần giáp mông nó che lại những chi tiết ở đây. Và nó đi với hai cái phần giáp hai bên, nó tạo thành một cái thiết kế rất là đẹp. Và các bạn để ý nha, ở những cái vị trí tiếp nối giữa những cái part lớn đó, ví dụ như ở phần thân và phần chân nè, những vị trí như thế này họ làm bằng nhựa dẻo, các bạn xem nhé. Mình sẽ ấn nè, các bạn xem nè, đó, nó sẽ dẻo như thế này ha. Thì những cái này thì mình nghĩ là một cái thiết kế rất là thông minh, vì khi mà mình di chuyển những cái phần chân nè, tạo cái bâu dáng nè, thì những cái nhựa dẻo này nó giúp cho cái bâu dáng nó tốt hơn, nó dễ hơn và nó không gây gãy nha các bạn. Ở đây các bạn xem nha, hai cái part ngực này nè là hai cái vân lửa này, mình có thể bật lên được như thế này ha. Đó, thì hai cái part này trượt lên là để giúp gia tăng cái biên độ cho hai cánh tay nè. Và chỗ này các bạn cũng nên trượt cẩn thận một chút xíu. Những cái part này nó khá là lớn và nó nối vào thân bởi những cái part rất là nhỏ thôi, thì mình phải để ý một chút xíu. Và ở đây các bạn để ý nha, ở phía dưới này nè, nó có một cái vị trí như thế này. Đó, cái vị trí như thế này mình có thể ấn vào trong nè. Khi mà ấn vào như thế này nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống, nó giúp cho cái phần thân này nè cúi xuống như thế này và nó không có va chạm, nó không có cạ vào này. Thì hãng đã cảnh báo mình chỗ này rồi nha, chứ không là các bạn cầm các bạn đẩy xuống một cái thì nhiều lúc nó cạ, nó trầy sơn hoặc mạnh hơn nữa là nó sẽ gãy được cái phần trong này luôn. Và các bạn xem cái biên độ nè, nó cúi xuống như thế này, ấn vào đẩy lên, ấn vào đẩy lên và cúi xuống được như thế này. Đó, đứng lên như thế này ha. Và ở trong này là cái cơ chế khớp cầu nha các bạn, nên là khi đó các bạn sẽ thấy như thế này ha. Đây, cái phần thân nè, nó có thể lắc qua bên này. Đây, phía trên nha, nó có thể lắc qua bên này một chút xíu nè, lắc và xoay được tất cả các cái hướng. Như thế này thì nó sẽ tạo cho phần thân trên được linh hoạt hơn, và khi bâu dáng nó sẽ tạo được những cái tư thế tốt hơn nha các bạn. Chưa kể chút xíu nữa, cái phần dưới này nó cũng có một cái cơ chế khớp cầu nữa, và mình sẽ cho các bạn xem luôn nha. Đây, ở bên dưới nó có một cái chi tiết như thế này, ngay cái phần hạ bộ nè, mình phải trượt nó xuống như thế này để khi mình xoay nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nha. Đó, thì các bạn xem nha, cái này nè mình có thể xoay được như thế này qua bên này và xoay qua như thế này. Đó, thậm chí là nếu các bạn khéo các bạn có thể xoay được 360 độ luôn. Tuy nhiên là mình nên xoay như thế này thôi, không được xoay quá nhiều. Xoay quá nhiều những cái phần này nó cạ vào, nó dễ gãy và trầy sơn nha các bạn. Tại vì cũng không có ai mà xoay cái người ra sau luôn. Tuy nhiên với cơ chế khớp cầu thì nó có thể xoay được như vậy luôn các bạn. Và cái này khớp rất là chắc nha, và mình có thể xoay được tất cả các hướng luôn. Và với cái cơ chế khớp cầu này thì mình có thể xoay được tất cả các hướng. Và các bạn xem biên độ nha. Đầu tiên nè, ngã qua bên này nè. Đó, nó sẽ ngã được như thế này luôn. Và ngã bên này, đó, nó như thế này ha. Và cúi tới trước nè, một lần, cúi lần hai, gặp được xuống sát như thế này luôn. Và ngửa ra sau nè, ngửa ra sau thì có vẻ là không có ngửa được nha các bạn, chỉ có cúi tới thôi. À, và cái khớp này mình thấy cực kỳ chắc và cứng cáp luôn. Wow, mình bẻ mà cũng mỏi tay luôn các bạn ơi. À, và một cái điều mình nhận thấy, một cái điểm hạn chế của cái thiết kế này ở trong này nè, các bạn nhìn xuyên vào trong các bạn sẽ thấy cái bụng này nó bị rỗng. Mình không hiểu tại sao, và mình tìm hiểu cái nguyên nhân thì các bạn xem nhé. Đây, ở đây có những cái part như thế này nè, nó rất là mềm luôn. Đó, nó như thế này ha. Thì mình nghĩ cái này hãng cố tình chế tạo như thế này, tại vì cái này nó rất là linh hoạt. Khi mà sử dụng cái khớp cầu như thế này, mình có thể đẩy được rất là nhiều hướng. Vì vậy những cái chỗ này nếu muốn nhiều chi tiết và đẹp và làm cứng thì nó sẽ dễ bị gãy và hạn chế biên độ. Nên chỗ này họ làm bằng cái nhựa dẻo này, nhựa mềm nè, nên là nó sẽ giúp cho mình đẩy các hướng mà mình không sợ. Ví dụ như xuống này các bạn xem nè, nó có chạm một chút xíu thì nó ấn, nó nén là chút xíu thì nó cũng không bị gãy. Còn nếu cái này nó là cái bớt cứng là nó sẽ gãy luôn nha các bạn.
được cái này thì mất cái kia. Nên khi mình nhìn sâu vào trong bụng này thì mình thấy nó hơi rỗng rỗng cái bụng chút xíu. Tuy nhiên thật sự là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu các bạn, vẫn rất rất là đẹp luôn. Và ở cái phần eo này có hai cái sợi dây như thế này hai bên như các bạn, và họ làm cực kỳ chi tiết ha. Cái này thì mình thấy nó bằng nhựa thôi, nhưng mà họ khắc những cái chi tiết xéo xéo lên trên này thì mình thấy nó giống như là cái dây điện nó bọc lại, nhưng mà nó tạo ra cái sự chi tiết rất là đẹp. Mình rất thích hai cái sợi dây này ha, nó tạo cái sự chân thật. Và ở cái phần hạ bộ này nó có hai cái giáp mà mình chưa có gắn vào, vì mình muốn lưu ý các bạn một chút xíu. Ở đây nó cho mình hai cái mảnh giáp như thế này ha, mình sẽ gắn vào đây. Tuy nhiên các bạn xem nè, cái thiết kế của nó là cái khớp cầu và nó móc cái hình như thế này nè các bạn xem nha, rất là khó lắp. Thành thử là mình sẽ có cái cách mình lắp nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Đây, đầu tiên mình gỡ ra như thế này ha. Và các bạn để ý nha, ở trong này nè nó có một cái miếng hình cầu như thế này đó, và nó nối với phần này chút xíu à, rất là dễ gãy luôn. Tiên mình sẽ gỡ ra như thế này ha, và mình gắn vào đó, mình nương nương mình gắn vào trước rất là nhẹ nhàng như thế này ha. Rồi mình cầm cái giáp này mình đưa vào đây, mình sẽ chỉnh thử một chút đó, nó rất là nhẹ nhàng luôn nha các bạn. Tương tự với bên này nha. Đó, như vậy là mình xong cái phần giáp váy này nha. Và cái giáp váy này nó cũng có cái cơ chế khớp cầu, nên mình có thể lắc qua và mình đẩy qua các cái hướng. Và ở đây cũng có cái khớp mình có thể gập như thế này ha, để giúp cho cái chân nó khi mà đá lên đó thì nó sẽ đỡ cái bị hạn chế bởi cái giáp váy này nha các bạn. Đó, tuy nhiên mình phải cẩn thận nhẹ nhàng nha. Ở trong này nó nối vào những cái mảnh rất là nhỏ, rất là dễ gãy nha các bạn. Rồi, tiếp tục cái phần tay nha các bạn. Đây, cái phần tay thì hồi nãy mình nói rồi, ở cái phần giáp ngực nè, mình phải trượt nó lên một chút xíu. Đó, rồi ha. Thì ở ngay vị trí trong này nè, nó xuất hiện một cái khớp mình có thể đẩy lên kịch. Đó, các bạn nghe không? Đẩy xuống nè, có thể đẩy lên một cái kịch. Cái này thì nó giúp gia tăng cái biên độ đẩy lên cái phần vai phía trước đó các bạn. Và đẩy xuống như thế này, chỉ có đẩy xuống như thế này thôi, không có đẩy ra sau nha. Tuy nhiên như thế này cũng là quá tốt rồi, và nó rất là chắc chắn luôn các bạn ơi. Cái phần giáp này, nguyên cái phần giáp lớn này, nó nối vào ở cái phần tay bởi một cái khớp cầu, và mình có thể xoay được rất là nhiều hướng nha. Cái khớp cầu này thì nó khá là chắc chắn và mình có thể xoay được rất là nhiều hướng khá là tốt. Tuy nhiên khi các bạn xoay ở đây, các bạn nhớ để ý nha, một cái part lớn như thế này nối vào bên trong này bởi một cái chỗ này nó rất nhỏ xíu à, nó rất là dễ gãy luôn, nên khi chơi chỗ này cực kỳ nhẹ nhàng giúp mình. Và ở đây xuất hiện thêm một cái khớp bản lề, nó giúp cho cái giáp nó có thể trượt lên trượt xuống như thế này, và khi các bạn đẩy đi hướng khác thì mình cũng có thể trượt lên trượt xuống được các cái hướng. Thành thử cái giáp này nó sẽ hỗ trợ cho cái phần bâu dáng nó cực kỳ tốt luôn, nó sẽ không bị va chạm vào cái phần tay này nha các bạn. Và ở trên này cũng có một cái khớp tiếp theo đây, mình có thể xoay được cái này 360 độ. Cái khớp này thì nó cũng khá là chắc chắn và có thể giữ được các tư thế luôn. Và chi tiết trên này cực kỳ tốt, họ in những cái vân lửa rất là sắc bén làm battle dam trời trời cực kỳ tốt. Và có những chữ Cybertron họ in chìm trên này nè các bạn xem nè, đã luôn các bạn. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái biên độ tay đưa lên như thế nào nhé. Đây, cái tay mình sẽ đưa lên được như thế này thôi. Đó, nó chỉ như thế này thôi nha các bạn. Đó, và các bạn xem nhé, trong này là cái khớp nảy nha, cái khớp đưa tay lên nè, đó là cái khớp nảy. Cái này nó không nảy tách tách tách, nó chỉ kịch 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 thôi, nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn các bạn. Tại sao ốp chúng ta chỉ có thể đưa tay lên được như thế này, các bạn xem nhé. Ở trong này nè, cái vị trí hồi nãy mình nói cái khớp cầu đó, nó đi chung với cái khớp trong này. Thành thử khi mình đẩy lên, mình chỉ đẩy được tới đây thôi, đó, và không đẩy được nữa. Nếu các bạn đẩy mạnh hơn nữa là cái chỗ này nó va vào trong, nó gãy đứt cái phần này luôn nha các bạn. Thành thử mình chỉ đưa lên được như thế này thôi. Tuy nhiên nếu biên độ tay chỉ đưa lên được như thế này thôi thì mình thấy 3A thiết kế cái này không có gì hay hết. Khoan, đợi một chút xíu nha. Để ý cho mình nhé. Ở trên này nó có một cái phần giáp. Đây, mình sẽ bật lên như thế này. Đó. Rồi ha. Rồi sau đó ở đây mình sẽ đẩy lên nè. Đó. Đó, các bạn nghe không? Các bạn nghe cái tiếng không? Cái này là cái khớp nảy nha. Đó, nè. Đó, đẩy lên như thế này và để xuống như thế này. Nó chỉ được một chút thôi. Đó, nó đưa lên được như thế này và tiếp tục cái tay nó sẽ đưa lên được như thế này luôn các bạn. Tuy chỉ được hai nảy thôi nè, các bạn xem nhé, 1, 2 đó, nhưng mà nó gia tăng cái biên độ tay khá là nhiều ha. Và cái thiết kế này thì mình thấy rất là thông minh, nó giúp cho cái tay khi mà đưa lên cao những cái giáp này nó không có vướng, bạn thể ép được nè. Và các bạn xem nè, nếu chỗ này nó làm cứng là không thể nào đưa lên được nha các bạn. Cực kỳ hay ha, vừa chi tiết mà vừa biên độ tốt luôn. Cánh tay này cũng xuất hiện một cái khớp nảy giúp cái tay có thể xoay được 360 độ nha các bạn. Đây các bạn xem nha, đó,
Và các bạn nhớ để ý cái chi tiết nhỏ bên trong này nha. Nó rất là dễ vướng khi các bạn xoay cái tay này ha. Mình thử mình phải lắc nhẹ một chút xíu rồi mình mới xoay thì nó sẽ an toàn hơn nha các bạn. Và cái này cũng là khớp nảy và nó rất là chắc chắn luôn. Ha ha. Cực kỳ đã. Rồi, tiếp theo ở trong đây cũng có một cái khớp nè. À, cái khớp này thì mình cảm giác nó giống như là cái khớp nảy mềm các bạn. À, đây, đây, mình sẽ xoay nhé. À, cái này có vẻ là khớp nảy mềm, mình đẩy nghe kịch. Mà nó rất là nhẹ thôi. Và các bạn nhớ để ý nha, khi mình xoay, những cái cạnh này có thể va vào trong này, dễ bị trầy. Và có thể là nó gây một số cái ảnh hưởng cái phần tay này. Hình thử mình xoay rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Đó, như thế này ha. Nó giúp gia tăng cái biên độ ở tay hơn. Và tiếp tục, ở cái phần cùi chỏ nè. Cái này là cái cơ chế khớp bản lề đôi dấu phía bên trong. Đây, các bạn xem nha. Đây, cái biên độ mình có thể đẩy lên được như thế này. Đầu tiên là tới đây thôi. Rồi sau đó mình đẩy lên một lần nữa. Đó, nó sẽ đưa được sát cái tay lên như thế này. Đưa lên như thế này. Một lần, tiếp một cái khớp đẩy vô sát như thế này luôn. Đây, các bạn xem nè. Cái phần tay đưa lên được sát giống y chang là người luôn các bạn. Đó, cái phần tay này cực kỳ hay. Và ở bên trong này các bạn xem nhé. Đây, các bạn xem nè. Có một cái giáp nó tấp như thế này. À, nó sẽ giúp cho khi mà đưa lên như thế này, nó tạo ra những cái phần giáp nó giấu, nó không bị lộ cái khớp và nhìn nó rất là thẩm mỹ luôn các bạn. Về cái bàn tay này thì các bạn xem nhé. À, cái này là cái cơ chế khớp cầu. À, mình có thể xoay được rất là nhiều hướng và cực kỳ chắc chắn. Với cái khớp như thế này thì mình nghĩ là cầm vũ khí đẩy tất cả các cái hướng đều giữ được nha các bạn. Tất cả các ngón tay đều full ngón luôn các bạn. À, các bạn xem nhé. Tất cả đều có khớp và cực kỳ chắc chắn luôn các bạn ơi. Từng cái khớp này nó rất là chắc. Và một cái điểm hay nữa là các bạn xem nha. À, phía bên trong này là cái cơ chế khớp cầu. À, cái cơ chế khớp cầu này giúp cho cái tay nó linh hoạt như cái bàn tay người. Bình thường những cái mô hình khác các bạn chỉ thấy là full khớp thôi. Nhưng mà mình chỉ có thể lắc như thế này ha. Nhưng mà ở đây các bạn xem nè. Mình có thể đẩy tất cả cái hướng. Thì cái bàn tay này với mình là một bàn tay cực kỳ linh hoạt luôn các bạn. Wow, cực kỳ hay ha, từng ngón đều gặp được chi tiết rất là tốt và nó có thể đẩy được tất cả các hướng. Vì vậy cái này khi mà tạo dáng nó sẽ bưu ra những cái thần thái, những cái tay rất là tốt luôn. Về cái phần chi tiết tay này thì các bạn xem nhé, ở ngay cả bên trong nách này họ làm những chi tiết cũng rất là tốt luôn. Từng cái piston, những cái này nó đi với nhau, nó tạo ra một cái sự rất là đẹp. Tuy nhiên nếu mình nhìn sâu bên trong thì mình thấy có một cái chi tiết thoát nè. Cái nhựa này họ không có sơn, họ để cái màu trắng. Tuy nhiên nó cũng không sẽ ảnh hưởng quá nhiều nha. Về cái phần tay từ trên xuống dưới thì đều được sơn battle damage. Và ở đây cực kỳ sát phim luôn. Từng cái đường ngấn, từng cái vân lửa họ làm rất là sát nét. Và ở đây nó có tạo ra được hai cái lớp. Cái lớp đầu tiên là lớp giáp bên ngoài và lớp thứ hai là lớp bên trong. Cái chi tiết này các bạn xem là nó ẩn là chi tiết máy. Nó tạo ra cái sự hợp lý về cái tay và cái cơ khí nha các bạn. Tiếp theo là về cái phần chân thì các bạn xem nhé. Hai cái bên hông mình đều có cái giáp như thế này. Thì bình thường cái giáp này nó sẽ ốp vào như thế này. Và khi các bạn cần, các bạn có thể trượt lên như thế này. Và ở trong này là cái cơ chế khớp cầu giúp mình có thể đẩy được tất cả các hướng. Và các bạn cũng để ý nhé, nguyên cái phần giáp này nó nối vào bởi một cái đường rất là mảnh thôi. Thành thử chơi cái chỗ này phải cẩn thận chút xíu, chỗ này nó sẽ rất là dễ gãy cái chỗ này ha. Rồi, về cái phần chân nè, các bạn xem nha. Cái phần chân này thì mình thấy nó rất là nặng, chi tiết cực kỳ tốt. Và các bạn chơi thì đây, các bạn xem nha. Đầu tiên nè, cái phần chân này mình có thể kéo ra được như thế này. Đó, kéo ra như thế này để giúp gia tăng cái biên độ hơn. Và mình có thể rút xuống như thế này luôn. Đây, mình sẽ rút hai bên cho các bạn xem nha. Nó có một cái khớp đó. Như thế này thì em ốp nó sẽ cao lên tầm khoảng 50cm nha các bạn. Bình thường thì tầm khoảng 48cm thôi. Mình sẽ cho các bạn xem max cái biên độ chân khi mà mình đẩy tất cả các cái khớp ra. Đầu tiên là biên độ đá ngang nè. Ở đây xuất hiện một khớp nảy cực kỳ chắc luôn. Nó có thể giữ được tất cả các hướng. Và các bạn lưu ý nha, trước khi đẩy thì các bạn đẩy cái phần giáp này nè. Đó, đẩy trượt nó ra cái hướng cho nó trống cái phần này để tránh cái va chạm và mình có thể đưa được max biên độ nha. Đó, chân ốp có thể đá được cao như thế này nha. Và mình sẽ không đá lên được hơn nữa nha. Cái này là không phải là do cái cứng giáp đâu. Mình sẽ gỡ cái giáp này ra nha. Các bạn xem nha. Đó, mình cũng không có thể đẩy được hơn nha các bạn. Chỉ tới đây thôi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa xuống lại nha. Nhưng mà như vậy là mình thấy cũng đã rất là tốt rồi. Và cái khớp này cực kỳ cứng cáp luôn. Tiếp tục thì các bạn xem nhé, ở đây nè, mình sẽ xuất hiện một cái khớp như thế này. À, cái khớp này cũng là khớp nảy luôn và rất là chắc chắn. Để mình xem cái này có thể xoay được 360 độ không ha. À, cái này xoay được 360 độ nha các bạn. Và rất là chắc chắn cái khớp nảy nghe cách cực kỳ đã ha. Rồi, cơ bản là như vậy ha. Tiếp tục là phần cái biên độ đá lên phía trước và sau. Thì các bạn để ý nha, ở đây cái phần giáp váy nè,
mình nên lách nó qua một chút xíu. Đó, mình đẩy nó qua như thế này. Sau khi các bạn đẩy cái giáp váy lên rồi thì mình sẽ đá lên nha. Đây các bạn xem nha, cái này là cái khớp nảy à, nó rất là chắc chắn luôn. Ồ, nó vướng giáp chút xíu. Rồi ok, tạm thời mình bỏ cái này xuống đi. Đó, nó đá lên được cao như thế này. Các bạn xem cái biên độ nha. Ồ, và cực kỳ tốt luôn. Đây, rất là cao luôn nha các bạn. Và mình sẽ đá ra sau nha. Đây, cái khớp nảy này thì mình thấy nó rất là chắc luôn. Đó, các bạn xem nè, sát ra sau như thế này. Cái này mình nghĩ nếu mà lách cái tay này ra thì cái chân này có thể xoay được 360 độ các bạn. Nhưng mà cái này mình nghĩ là không có nên ha. Rồi, mình sẽ đưa lại trước nha. Đó. Wow, cái biên độ như thế này thì thật sự là mình thấy rất là ghê gớm. Và một cái chân như thế này ha, mình thấy rất là nặng luôn. Mà nó giữ được như thế này thì cực kỳ tốt luôn các bạn. Và cái khớp nảy này nghe cập rất là đã luôn. Chịu không đổi các bạn ơi, chi tiết nó rất là đẹp luôn. Thật sự, những cái này họ sơn Bastel Dam nha. Cái màu xanh này nó không có quá đậm đâu, nó vừa phải. Và cái màu đỏ này cũng là cái màu đỏ đậm, nó đi với nhau rất là tốt. Và các bạn xem nhé, cái chi tiết trên này nè, nó đi những chi tiết không phải là một lớp, mà nó có lớp trong, lớp ngoài. Các bạn nhìn vào thì các bạn thấy sự cơ khí của nó ở lớp giáp ngoài và lớp trong vẫn có những chi tiết máy đi với nhau nè. Và cái nhượng chân các bạn xem nè, wow, cái nhượng chân này là một cái phần nhượng được cách điệu những cái chi tiết này, nó đi vào cái phần chân rất là tốt. Và xuống phía dưới thì mình thấy nó còn đã hơn nữa. Các bạn xem nè, những cái piston nó nối từ trên xuống dưới chân nè, cực kỳ đẹp. Nhất là cái phần bàn chân này mình rất là thích luôn. Họ thật sự mình không biết mô tả như thế nào, nhưng mà cái bàn chân này họ làm cực kỳ tốt. Phía trước nè, những cái chữ Cybertron đi trên cái nền Bastel Dam và những cái đường vàng này nó làm chi tiết thật sự không có gì để nói luôn các bạn ơi. Nó rất là đẹp luôn. Đây cái phần đầu gối nè, cái đầu gối này nó là cái khớp bản lề đôi đầu tiên nha. Đây, nó gập lên như thế này. Và cái này thì là cái khớp nảy. Và cái khớp nảy này thì mình thấy cái khớp nảy này nó cũng chắc chắn và nó nảy nhẹ thôi nha các bạn, nghe cực cực. Nhưng mà tiếp theo cái khớp trên này mới là cái phần chắc nè. Đó, nghe cạch 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 hơn. Đó các bạn thấy không? Và cái biên độ chân nó sẽ được như thế này. Đó, đưa sát xuống như thế này và gập lên như thế này tới đây. Rồi sau đó tiếp tục khớp khác nó đi với nhau và nó được như thế này nha các bạn. Cái đầu gối này nè, họ thiết kế rất là hay luôn. Đây, khi mà mình bật lên, bắt đầu nó lộ ra cái chi tiết. Đó, chi tiết trong này và trong này ha. Nó không phải là cái khớp bình thường mà nó nhìn vào, nó tạo ra cái sự cơ khí cho cái phần này ha, cực kỳ tốt. Ở cái bàn chân này nè, nó rất là cứng. Thực sự nó rất là cứng. Khi mà mình mới in sport mình trải nghiệm đó, mình thấy dường như là không đẩy được luôn. Nhưng mà từ từ các bạn sẽ đẩy được. Các bạn cứ đẩy từ từ thôi. Các bạn xem nè, đầu tiên là biên độ ngang nhá. Mình sẽ đẩy qua được như thế này. Và đẩy như thế này nha. Đó, đẩy như thế này và đẩy như thế này. Và biên độ nghiêng xuống nè, mình có thể chúi tới được một chút xíu như thế này nha các bạn. Đó, và đẩy lên như thế này ha, chúi xuống được như thế này và đẩy lên như thế này. Thì cái chỗ giáp này nè, đó, mình sẽ bật nó lên. Thì khi mà nó chúi xuống á, cái này nó sẽ đưa lên trên nè. Đó, nó sẽ không có cả ở đây, là mình thể gài cái này xuống nha các bạn. Thực sự mình rất là thích cái cơ chế thiết kế ở phần cái bàn chân này. Cái bàn chân này họ làm cái cơ chế thiết kế á, nó là cái khớp cầu. Và cái khớp cầu này cực kỳ chắc, mình không hiểu tại sao họ thiết kế được cái khớp cầu nó chắc như vậy luôn. Nhờ cái cơ chế khớp cầu nên cái bàn chân này mình có thể xoay đẩy được rất là nhiều hướng luôn. Và nó sẽ giúp cho cái bâu dáng rất là tốt nha các bạn. Và cái mũi chân nè, các bạn xem nè, nó có cái khớp nảy, mình có thể móc lên được một chút xíu và đưa xuống một chút xíu. Khớp nảy này nảy rất là chắc và đã luôn nha, kịch nè, các bạn nghe nè. Đó, như thế này ha. Về cái phần gắn phụ kiện thì rất là đơn giản nha các bạn thấy không? Ở đây nó có một cái vị trí như thế này ha. Mình nó có cho mình một cái phốt màu đen như thế này nè. Đó, mình sẽ gắn vào. Đó, rồi sau đó mình sẽ gắn cái kiếm này vào ha. Nó sẽ giúp cho cái phần kiếm này nó chắc chắn hơn. Và các cái tay này mình sẽ nắm lại nè. Đó, như thế này ha. Là em ốp mình đã cầm được cái kiếm nha các bạn. Về các cái phần phụ kiện tiếp theo thì các bạn để ý nha. Ở bên tay trái nè, các bạn để ý ở đây nó có một cái pot như thế này. Các bạn hãy đẩy cái tay về cái hướng làm sao nó không có va vào những cái giáp trên này nha. Nó tạo một cái khoảng hở như thế này. Tại vì mình có một cái giáp như thế này nè, mình sẽ thay vào đây. Thì các bạn để ý nha, phía bên trong này nè. Đó, các bạn thấy không, những cái lỗ này ha, những cái vị trí điểm trắng này nè, cái này nó không có dính trên cái này nha, nó dính ở phía dưới. Thành thử mình phải tháo khéo, nếu không khéo là nó gãy cái đó luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lựa cái chiều mình tháo nha. Mình tháo ra rất là nhẹ nhàng. Các bạn thấy cái chỗ mình cảnh báo không? Đây nè, nó lòi lên như thế này ha. Rồi sau đó nè, đây các bạn xem nè, nó y chang nhau luôn.
Nó chỉ khác là ở trên đây nó có một cái vị trí cái lỗ để nó gắn cái khiên vào thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ thay vào nha. Đó, nó rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi tiếp tục lên cái khiên. Cái khiên này chút xíu nữa mình sẽ review cho các bạn xem. Thì ở cái khiên này nó có một cái lỗ như thế này nè. Đó, các bạn xem nhé. Nó có một cái lỗ như thế này ha. Rồi, mình sẽ lắp vào. Đó, là lúc này là em ốp đã đeo được cái khiên rồi nha các bạn. Khi mà mình lắp cái khiên vào đó, thì cái khớp trên này nè. Đó, cái khớp mà đẩy lên trên cao đó, nó sẽ không có giữ được nha các bạn. Đó, tại vì cái khiên này khá là nặng ha, nên cái khớp này không giữ được. Cái điều này là mình thực sự là mình thấy một cái điểm đáng chê luôn. Đáng lẽ cái khớp này nó phải làm đủ tốt để giữ được cái phụ kiện khi gắn vào nha. Còn cái này khi mình bô những cái dáng đưa tay lên như thế này thì cái khiên bó tay luôn, không có giữ được nha các bạn. Cái phần giáp cổ tay nè, mình cũng có thể gỡ ra luôn nha các bạn. Đó, như thế này ha. Rồi mình sẽ thay cái phần giáp này vào. Đó, rất là nhẹ nhàng. Thì ở đây nó xuất hiện một cái vị trí như thế này. Đây, đây là cái lưỡi dao nè. Mình có thể gắn cái lưỡi dao vào được luôn nha các bạn. Đó, và cái lưỡi dao gắn lên trên tay em ốp được nha. Với cái phần đeo phụ kiện phía sau thì các bạn để ý nha. Ở đây có một cái vị trí như thế này. Mình có một cái port như thế này ha. Mình gắn nó vào. Tiếp theo có một cái port như thế này nữa. Mình gắn vào đây. Rồi sau đó mình sẽ xỏ cái kiếm xuống. Đó là ốp đeo kiếm được nha các bạn. Và cái này thì mình có thể xoay được cái hướng cho đeo xiên hoặc là đeo thẳng nha. Tiếp theo về cái phần khiên thì giữ lại cái port như thế này nha các bạn. Rồi, ở đây nó có một cái lỗ nè. Mình chỉ việc gắn vào thôi. Là ốp đeo khiên, một cái khiên riêng một mình ha. Trong cái khiên này nè, mình sẽ gỡ ra nha. Mình gỡ ra như thế này thì cái này mình sẽ gỡ ra được nè các bạn. Mình sẽ thay cái port này vào ha. Đó, rồi mình đẩy lại nha. Rồi tiếp tục mình sẽ lắp cái khiên này vào đây nha. Thì lúc này ở đây xuất hiện một cái port như thế này. Rồi mình gắn cái phần này vào. Rồi sau đó đưa cái kiếm xuống, là lúc này ốp vừa có đeo khiên vừa đeo kiếm nha các bạn. Về phần phụ kiện thì đầu tiên đây là cái lưỡi dao của em ốp nha các bạn. Cái này thì mình thấy cầm khá là nhẹ và được sơn Baturam mịn ha. Nhìn nó cũng rất là ok và khá là lớn luôn các bạn. Đấy, tiếp theo là cái khiên ha các bạn. Cái khiên này thì mình thấy tỷ lệ rất là đẹp và bám sát phim luôn. Từng cái chi tiết này nó làm rất là tốt. Và cái khiên này nó làm mình nhớ đến cái khiên của cái em F01 đó các bạn. Cái khiên F01 làm tương đối là giống cái này ha. Nhưng mà cái này thì nó làm tốt hơn đó. Những cái chữ Cybertron trên này nó làm rất là đẹp, sơn Baturam ha. Rồi ở phía sau nè, nó có rất là nhiều cái chi tiết luôn ha. Các bạn xem, cái này nó biến hình ở cái dạng khi em Optimus chiến đấu ở trong cái phần 5 và ở khúc cuối đó các bạn. Thì các bạn xem nhé. Đầu tiên nè, các bạn để ý nha. Ở đây nè, nó có một cái vị trí như thế này. Mình sẽ gỡ cái này lên, nó có cái chốt ở trong này nè. Mình gỡ ra ha, đó. Gỡ nhẹ chứ cái này nó rất là dễ gãy ha. Rồi, gỡ ra. Rồi, thì ở đây nó có hai cái rãnh nè. Các bạn xem nè. Mình sẽ trượt nó xuống. Đó, cái này nó khá là mỏng manh nha. Các bạn phải nương tay và trượt nó nha. Đó. Rồi bên này cũng vậy nè. Đó, mình trượt nó xuống như thế này ha. Rồi, thì lúc này ở đây nó có những cái đoạn hở như thế này nè. Các bạn xem nè, ở đây có những cái mắt cài. Mình sẽ gỡ ra. Rồi sau đó, đây, mình sẽ gỡ cái này ra nha. Và cái này nó rất là cứng luôn. Đó. Đó, cái phần 5 là em ốp sẽ biến cái khiên này ra và gắn cái súng này vào. Rồi, ở đây có hai cái chi tiết. Mình sẽ bung nó ra như thế này. Là cái khiên này nó sẽ biến dạng ở cái dạng chiến đấu nè. Tiếp theo là mình có một cái phần súng như thế này. Các bạn để ý ở đây nó có một cái vị trí. Mình sẽ trượt nó xuống và mình lắp cái pin này vào. Và ở đây nha, các bạn nhớ nha. Ở đây nè, mình có thể giật ra được nhưng mà không phải giật ra được đâu. Tại vì cái này á là nó nối dây điện. Nếu giật quá mạnh là nó sẽ bung ra luôn. Nên các bạn để ý nha, không có giật cái chỗ này nha. Ở đây có một cái công tắc nè. Mình bật lên. Đó, cái màu đỏ khá là đẹp. Rồi, cái này thì nó sẽ lắp vào ở cái phía trước như thế này. Như thế này ha. Nhưng mà sao mình cũng không hiểu sao tại sao cái chỗ đây nè, mình thấy nó cũng không có chặt lắm. Nên là mình cảm giác nó hơi lỏng lỏng một chút xíu. Rồi, tiếp theo thì mình cũng có một cái khẩu súng nhỏ nữa. Đây, cái súng nhỏ này thì nó sẽ không có cái led. Rồi, mình cũng lắp vào luôn nha. Mình hít vào. Đó, như thế này ha. Rồi, tiếp theo nè, mình sẽ có tiếp một cái khẩu nhỏ như thế này. À, cái này thì có cái 500 hít ở đây. Rồi, mình sẽ gắn vào cái phía sau như thế này ha. Đó, là nó sẽ hoàn thiện một cái khiên như thế này. Hoặc là các bạn có thể gắn cái súng dài như thế này. Tuy nhiên là các bạn xem nè, đó, mình
thấy nó không có được chặt lắm, không hiểu tại sao cái chỗ này nè nó không có thích chặt cho lắm ha. Tiếp theo, ha, chưa xong, cái khiên này có một cái chỗ này mình thấy nó hơi mắc cười một chút xíu. Đó, nó cho mình bốn cái râu như thế này. Có một cái khá là thú vị như thế này nha các bạn. Nó cho mình bốn cái y chang nhau luôn. À, cái này nó bỏ bị lộn nè các bạn. Đúng ra thì phải có cái part này đối xứng à, nhưng mà nó cho mình bị ngược, tất cả đều theo một hướng thôi. Cái này lắp vào đây ha, các bạn xem nha. Cái này ha, lắp vào đây thì cái này phải có một cái part đối xứng lắp lại. Nhưng mà cái này ha, nó theo cái chiều này luôn, thành thử mình sẽ không có lắp được cái này lên cho các bạn xem. Cái này nó bị lỗi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần phụ kiện, cái phần kiếm ha. Cái này chắc các bạn là chờ đợi rất là lâu rồi. Nãy giờ toàn là nói em Optimus thôi, không có nói về cái kiếm, nhưng mà nó có lý do hết các bạn. Đây, hôm nay mình có một cái cây kiếm của em Optimus ha, rất là sát phim. Và đây là cái kiếm của AAT. Mình sẽ so sánh thử hai cái kiếm này nó như thế nào cho các bạn xem thử có đáng chơi cái kiếm này không nha. Rồi, ok, đầu tiên là mình sẽ lắp ráp trước. À, đây mình có một cái mũi kiếm như thế này. Nó có một cái vị trí như thế này ha các bạn. Và cái này á, mình cầm mình có thể bóp nhẹ một chút xíu nha. À, nếu đây, bây giờ mình sẽ lắp thử nè. Nếu các bạn đưa cái này vào á, đưa vào nó sẽ không vào nha. Nên mình sẽ bóp một chút xíu, rồi mình sẽ đẩy mạnh nó vô là nó sẽ vô nha. Đó, như thế này ha, nó sẽ khít nè. Rồi, tiếp theo, đây, cái đây là một cái phần khá là quan trọng nha các bạn. Đây, đây là cái phần chui nè, các bạn xem nha. Đây là cái pin này thì nó không có cho sẵn, mình phải mua. Rồi, các bạn đưa cái đầu này nè, cái đầu lồi ra nè, đây là đầu phẳng ha. Đưa cái này vào. Đó, ở phía bên trong này nó sẽ có một cái vị trí là cái tiếp điện. Rồi các bạn coi trên này luôn. Đây, cái đây nè, đây là cái phần tiếp điện nè. Các bạn sẽ đưa vào theo cái hướng như thế này. Mình phải bóp cái này cho nó khít, rồi sau đó mình đưa vào từ từ chứ không là nó sẽ gãy nha các bạn. Đó, đưa một cái khách như thế này. Tuy nhiên, đây mình cũng xin lưu ý luôn, khi các bạn gắn vào rồi và các bạn muốn mở ra đó, thì ở đây nè, đó, nó có một cái vị trí. Mình sẽ ấn xuống. À, các bạn ấn xuống nè, thấy không? Bạn nghe không? Đó, nghe cái tiếng không? Ấn xuống, mình sẽ kéo ra rất là dễ dàng. Còn bạn nào không biết ha, cố gắng cầm kéo ra mà không có bấm vào cái chỗ này á, thì nó sẽ gãy cái chốt này nha các bạn. Đó, ở đây là một cái nút ẩn ha. Rồi, mình sẽ lắp lại nha. Rồi, xong. Cơ bản là mình lắp ráp xong rồi. Cái này mình mua ở cái shop Transformer World. À, họ cho mình một cái code, hồi nãy mình unbox mình không có để ý á, nó rơi ra mình không có thấy, bây giờ mình mới thấy nè. Mình mua hàng ở cái shop này cũng khá là nhiều và dịch vụ của họ rất là tốt nha các bạn. Đây, họ làm một cái code rất là đẹp phim hình em Optimus nha. Cảm ơn shop gửi cho mình một cái code rất là đẹp ha. Và bây giờ mình sẽ review nha. Đây là cái kiếm của em Optimus 3A. Đây các bạn xem nè, chi tiết nó rất là đẹp, được sơn battle damage luôn. Và những cái chi tiết trên này họ làm cực kỳ sắc nét nha các bạn, rất là nhỏ. Các bạn để ý ở cái chui kiếm nè, cái phần màu vàng trên đây nè, nó nhỏ xíu và từng cái vòng tròn họ cũng khắc rất là đẹp. Những cái chi tiết trên cái chui cầm nè, wow, tuyệt vời. Những cái thanh kiếm hiệp sĩ nó rất là tốt luôn. Những cái chi tiết trên này nè, nó đi với nhau cực kỳ đẹp ha. Và để ý kỹ thì ở đây nè, các bạn nhìn nè, nó đục xuyên qua luôn à, chứ không phải là nó đặc nha. Rồi, mình sẽ so sánh với cái kiếm này ha. Cái kiếm này thực sự là wow, cực kỳ đẹp. Nhưng cái này nó không có làm battle dam, cái này nó chỉ là bình thường thôi các bạn, chất liệu bình thường thôi. Cái này thì mình nhìn nó hơi nhựa một chút xíu, nhưng mà cầm trên tay thì thực sự nó rất là đã và nó đầm tay nha các bạn. Và các bạn có thể nhìn được cái chi tiết trên này nè, nó y chang luôn. Từng cái vị trí trên này nè, cái màu vàng, màu xanh, những cái detail trên này nó đi theo một cái đường trên này, nó rất là giống nhau luôn. Tuy nhiên cái chữ Cybertron ở đây thì nó hơi qua cái lưỡi chỗ này một chút xíu. Cái này thì nó dài ra hơn, thì mình nghĩ cái này là họ có làm LED trong này nên họ làm cái chữ nó nhiều hơn để cho cái này nó hấp dẫn hơn nha các bạn. À, và cái này toàn bộ là nó sơn, cái này mình thấy nó sơn giả kim loại nhưng mà cũng chưa có ra lắm đâu. Nhưng mà nhìn cũng thực sự là rất là bắt mắt, tại vì cái màu này nó tươi, nó ok lắm. Rồi, ở đây thì các bạn thấy cái chi tiết ở đây nhỏ xíu à, nhưng mà trên đây nó sẽ không có cái đó. Trên này nó sẽ có cái phần để điều khiển nha các bạn, điều khiển cái phần LED cho cái kiếm này nè. Rồi, ở phía sau mình có một cái này ha. Cái này là để cái hỗ trợ khi mình mua cái dây, mình có thể đeo vào sau lưng hoặc là mình có thể khoan cái này vào nè. Các bạn thấy cái chữ A này không? Khoan cái này vào để mình có thể bắt được lên trên tường để mình treo đó các bạn. Và ở đây nè, mình có thể tuột cái này ra nha. À, cái này ra các bạn để ý nha, mình tuột ra được chứ không mình không có gỡ hướng nào hết, rất là dễ dàng luôn. Đó, mình kéo ra như thế này là xong. Cái này là cái phụ kiện rời thôi. Đó, trong này họ cũng làm cái phần cao su để cho nó không có ma sát vào đây, nó gây xấu cái bề mặt này nha. Rồi, ngoài ra có một chi tiết nữa các bạn để ý nhé, trên này nè.
Đó, các bạn thấy không? Trượt ra thì cái này là các bạn gắn cái dây USB vào và gắn cái cục sạc vào thì nó sẽ sạc cho cái pin ở trong này, để các bạn khỏi cần phải tháo cái này ra quá là nhiều. Một chi tiết rất là hay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngay vào cái phần review LED nha các bạn. Ở đây nha, cái vị trí cái mặt bên này nó có chữ on nè, và cái biểu tượng hình cái răng cưa nè, các bạn giữ vào đây 3 giây giúp mình nhé. Đó, cái này nó sẽ sáng lên. Đó, nó nhảy lên một cái như vậy là cái kiếm đã khởi động nha các bạn. Và bên này là bật tắt chế độ tự động nè. Cái này mình cũng chưa hiểu là cái chế độ tự động như thế nào. Đó, nhưng mà mình thấy nó sáng từ từ lên như thế này. Rồi các bạn xoay qua bên này nhé. Rồi, ở đây thì nó sẽ có 4 cái biểu tượng mình đều bấm vào được. Thì ở phía bên dưới này nè, cái biểu tượng hình cái răng cưa và cái hình giống như cái còng nè. Thì các bạn bấm vào đây. Đó, nó sẽ chạy lên như thế này. Và cái này là phải dùng tay nha các bạn. Đó, nó chạy lên. Rồi, các bạn bấm một cái nó sẽ tự chạy xuống cả hai mặt luôn nha. Đó, nó chạy cả hai mặt. Nó như lại cứ bấm chạy lên. Bấm một xuống là nó sẽ chạy xuống. Đó, bấm nhanh một cái là nó sẽ tắt luôn, nó chuyển nhanh luôn ha. Ở đây cũng vậy, cái nút hình này nè, cái hình răng cưa nè, mình bấm vào nó sẽ tự ẩn lên. Đó, và các bạn muốn chìm xuống thì các bạn phải bấm một lần nữa, nó sẽ chìm xuống chứ nó không tự động nha. Rồi, bên này mới là chế độ tự động nè, các bạn bấm vào đây. Đó, các bạn thấy không, nó sẽ chạy lên nè. Và sẽ tự, đó, các bạn thấy không, hai mặt. Cái này là mình nghĩ khi mà treo lên tường á, cái này nó sẽ tự động nó chạy lên chạy xuống, nó rất là đẹp luôn các bạn. Đó, đó, phải tiếp tục chạy ha. Rồi, tiếp tục mình bấm cái nút hình giọt nước nè. Đó, cái này thì nó sẽ sáng lên. Rồi, sau đó nó sẽ chìm xuống. Nó sẽ tự động chìm xuống các bạn. Đó, đó. Thì mình nghĩ là hai chế độ này, một chế độ là để mình cầm mình chơi á, thì mình dùng chế độ tay mình bấm nó sẽ chuyển. Còn cái này là có thể là để treo tường cho nó có hiệu ứng lên xuống nó đẹp hơn. Rồi, tiếp tục bên này, bây giờ mình muốn tắt thì mình sẽ nhấn giữ cái nút này. Nó sẽ nhấp nháy 3 lần như thế này. Đó, và nó tắt. Và mình rất là tiếc là tại sao cái kiếm này nó không có chế độ nhấp nháy, mình thích cái chế độ nhấp nháy hơn. Nếu bổ sung thêm cái nhấp nháy thì mình thấy nó sẽ đã hơn nha các bạn. Cơ bản là như vậy ha. Kiếm thật là đã. Sword of Justice. Vừa rồi thì mình đã unbox review xong cho các bạn xem em Ultimate Bride The Last Knight và thanh kiếm AAT Sword of Justice. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm nút subscribe, bấm vào nút chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình. Và nán lại một chút xíu đi ngay ở phần show in nha. Let's go!